thì đột nhiên một cơn bão nổi lên và gió mạnh đến nỗi hủi bay củi và xé toạc tấm y đã rách nát của ông. Khi ông cố gắng giữ tấm y lại thì củi bị thổi bay. Khi ông cố gắng gom củi lại thì tấm y bị thổi bành ra. Thất vọng, Milagrepa nghĩ, mặc dù mình đã tu tập pháp và sống nơi cô tịch trong thời gian dài, mình vẫn không dứt bỏ được sự bám víu vào cái ta, không hàng phục được ngã chấp thì tu tập pháp để làm gì? Hãy để cho gió thổi bay tấm y của ta nếu nó muốn. Nghĩ như vậy, ông ngừng phản kháng. Nhưng vì thiếu thức ăn, ông trở nên yếu đuối. Với cơn gió mạnh kế tiếp, ông không còn chống chọi nổi với bão và ngã xuống ngất xỉu. Khi ông tỉnh lại, bão đã hết. Trên cành cây cao, ông nhìn thấy tấm y của ông đu đưa theo gió nhẹ. Sự vô ích của thế gian này và tất cả những sự việc của nó đã đập mạnh vào Milagrepa, và một cảm xúc khước từ mạnh mẽ đã bao trùm lấy ông. Ngồi lên một tảng đá, ông thiền định một lần nữa. Chẳng bao lâu, một đám mây trắng nhô lên từ thung lũng Provo, xa xa về hướng đông. Bên dưới bờ mây ấy là ngôi chùa của đạo sư ta, đại dịch giả Mappa. Milagrepa ngẫm nghĩ, ngay trong giờ phút này, ông và vợ ông ắt đang giảng dạy các giáo lý mật điển, ban lễ khai thị và những chỉ dạy cho các huynh đệ của ta. Nhưng đạo sư của ta đang ở đó. Nếu ta có thể đến đó, ta sẽ gặp người. Sự mong muốn không thể đo lường